Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lốc của Hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ cập nhật thông tin mới nhất về dự án BSR Network nha các bạn. Thì dự án BSR Network lúc trước đã thông báo cho chúng ta đó là sẽ chính thức lên sàn vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 năm 2024 nha các bạn thì à, từ đây tới đó thì còn còn hơn 3 tháng nữa thôi các bạn. Và à, dự án của chúng ta nè các bạn là đã có hơn 105.000 người theo dõi rồi, một con số rất là lớn nha các bạn. Thì à, nó đã tham gia vào trang Twitter là tháng 6 2023 nha. Thì tháng 6 mà đến tháng 3 là khoảng à, đó là 9 tháng nha các bạn, 9 tháng là nó đã mở magnet và lên sàn nha các bạn. Rồi và các bài đăng của nó hiện tại nè các bạn nè đạt cái lượng tương tác cực kỳ khủng luôn các bạn ạ. À. Thì bạn thấy cái một cái bài đăng mà mà tới nghìn người bình luận nè tới 2.000 cái lượt chích nè và tới hơn 101.000 cái lượt mà xem các bạn thấy một con số rất là khủng nha thì như các bạn biết á, một dự án tiền mã hóa mà để mà thành công á thì cái vấn đề đầu tiên đó là cái vấn đề cộng đồng nha các bạn. Một dự án mà không có cộng đồng á thì dự án đó cũng trở nên đó là à, tỷ lệ thành công rất là khó cũng như là khi lên sàn giá của nó rất là thấp nha các bạn. Nhưng hiện tại cái dự án BR Network của chúng ta à, đã đi đến gần đi đến hồi kết rồi các bạn và cái à, tỷ lệ cộng đồng tham gia ngày càng tăng nha các bạn. Cho nên à, chúng ta không nên bỏ qua dự án này nha. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn những thông tin về cái việc phát hành mã con chắc nha các bạn. Rồi và đây là cái thông tin về phát hành mã con chắc nè các bạn nè. Xin chào những người khai thác và những người đam mê BXR. Thứ bảy vui vẻ khi chúng ta đếm ngược ngày 15 tháng 1, 2024, việc phát hành địa chỉ hợp đồng thông minh. Đó là mạng BXR rất được mong đợi nha các bạn. Hãy sẵn sàng cho một hành trình thú vị phía trước. Đấy là nó thông báo là ngày 15 tháng 1 sẽ phát hành cái hợp đồng thông minh mã con chắc nha các bạn thì có thể cái thằng là rồi này nó chạy trên mạng đó là BSC nha các bạn, Binance sẽ mất trên đó các bạn, nhưng mà cái này là một cái thông tin chưa chính thức nha, cái này là theo mình dự đoán thôi, thì rất có thể là nó sẽ lên các bạn, Binance sẽ mất trên nha. Rồi thì đây là cái mà à, những cái quốc gia mà khai thác nhiều nhất là top 7 này các bạn nè, top 7 quốc gia đang đứng đầu bảng xếp hạng nè, à, Việt Nam của chúng ta là đứng đầu luôn, à, qua đó cho ta thấy cái tỷ lệ người Việt Nam tham gia vào dự án này cực kỳ khủng nha các bạn. Rồi tiếp theo là Indo nha các bạn. Còn những quốc gia đây thì cũng những quốc gia đến từ châu Á nè. Có Nigeria là của châu Phi nè, Ấn Độ nè. Đấy. Rồi đứng thứ ba là UK nè, tức là Vương quốc Anh nha các bạn. Rồi tiếp theo đó là những bạn nào mà hiện tại mà chưa cai xe thì các bạn tiến hành vào tải giấy tờ tùy thân của các bạn lên nha. Thì giấy tờ của chúng ta có thể là hộ chiếu nè, rồi ID card nè, rồi bằng lái xe nha các bạn. Đấy chúng ta có thể tải lên nha. Thì video hướng dẫn đăng ký cũng như là video hướng dẫn cai xe thì mình, bạn nào mà chưa biết thì các bạn click vào phần bình luận nha. Mình đã hướng dẫn, có video hướng dẫn ở bên dưới nha, phần bình luận nha các bạn. Rồi và đây là cái phân bổ nha các bạn, phân bổ của nó là à, cho cộng đồng khai thác là 49,5 phần nha. Thì đây là một cái con số mà mình thấy nó tương đối ít nha các bạn. Một dự án mà cho cộng đồng khai thác chỉ có 49,5 thì con số này khá là thấp đó các bạn. Rồi tiếp theo đó là cái thông tin về việc lên sàn nha. Đó là tin hấp dẫn dành cho những người đam mê BSR. Đó là BSR vừa được niêm yết trên sàn à, OKX và năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng cho dự án nha các bạn với việc đăng ký sàn giao dịch lớn này tương lai có vẻ đầy hứa hẹn cho BSR bạn có những lựa chọn nào cho BSR năm 2024 đấy là cái sàn OKX ở thời điểm hiện tại là một trong những cái sàn giao dịch cực kỳ hot nha các bạn khi mà nó thu hút được những cái dự án mà lúc nào cũng lên sàn OKX các bạn ạ. À. mặc dù sàn binance là một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới nhưng mà sàn OKX mới là một trong những sàn giao dịch đang hot ở thời điểm hiện tại bởi vì sàn binance hiện tại nó cũng đang dính tới những cái vụ mà lùm xầm về Thế má này nọ ở bên nước Mỹ đó các bạn Cho nên sàn OKX là một trong những sàn là cực kỳ uy tín thuộc top hàng đầu của thế giới nha các bạn Thì hy vọng với cái việc mà lên sàn OKX nè Thì cái đồng BR của chúng ta sẽ có giá tốt nha các bạn Thì cái việc mà lên sàn OKX á Đây là cái việc đó là thông báo chỉ là một sàn thôi Còn sau này nó có thể lên những cái sàn khác nha các bạn Đấy thì hiện tại chúng ta nắm những cái thông tin cơ bản nè Mình nhắc lại nha đó là ngày 15 tháng 1 Là nó sẽ phát hành cái mã con chắc để chúng ta ép vào mạng nha à ép vào như ví dụ như ví MTMax chẳng hạn. Rồi tiếp theo, đó là vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 nha các bạn thì nó sẽ chính thức lên sàn OKX luôn. Đấy là những thông tin mà chúng ta à, còn đã bắt ở thời điểm hiện tại nha. Còn hiện tại thì chúng ta vẫn khai thác bình thường miễn phí nha các bạn. Cứ sau 24 giờ thì chúng ta vào bấm nút khai thác một lần. Bên dưới đây đó là các bạn có thể đi mời bạn bè để mà tăng tốc độ khai thác. Còn những cái ô này là các bạn có thể mà xem quảng cáo để mà tăng tốc độ khai thác. Còn hiện tại bạn nào chưa xe thì các bạn bấm vào menu dấu ba gạch các bạn kéo xuống dưới cái phần đây, account KIC, các bạn bấm vào, các bạn tiến hành bấm vào và tải lên bức ảnh đó là mặt trước căn cứ công dân ở đây Thì uh, uh, cái này là mình đã tải lên rồi cho nên nó, nó hiện lên dòng trạng thái nè, câu uh, Verify nha các bạn Tức là uh, tài khoản của mình đã được uh, xác nhận KIC nha các bạn Thì ở đây nó có nè, đó là passport nè, tức là hộ chiếu nè, uh, bằng lái xe nè, hoặc là uh, ID nè, các bạn là ID kẹt nha Đấy, các bạn có thể vào đây nè rồi và cái đường link đăng ký cũng như là toàn bộ video hướng dẫn về dự án này à, Video hướng dẫn xem mình sẽ để bên dưới phòng bình luận nha Các bạn có thể click vào để mà đăng ký khai thác cái dự án này càng sớm càng tốt nha các bạn Hiện tại chỉ còn 3 tháng nữa để mà lên sàn thôi nha các bạn Rồi và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo nha Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn